màu xanh, màu trắng. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với bốn chuyện học sinh. Đây là kèo 44 nha các bạn. Bộ 4 của anh em Tân Ninh chạm trán với bộ 4 của Đạt học sinh các bạn. Phía bên Đạt học sinh thì bên phải là Đạt nha các bạn. Bên trái là Quốc Trưởng, giữa là Đức Từ Thiện và trường 2 là Phúc Ray. Còn phía bộ 4 bên đây thì cũng có Thanh Sang ở trường Sang. Trường Sang, Tuấn An, Trung Lý và Đạt nha các bạn. Và Đạt nhỏ. Và xử lý tốt của Tuấn Sang. Điểm đầu tiên cho bộ 4 của Tuấn An. 1-0. Quốc Trưởng. Và dứt điểm quá tốt của Quốc Trưởng các bạn. Mình tỷ số 1-1. Vẫn còn. Và điểm tốt của Tuấn An nha các bạn. 2-1. Quốc Trưởng chống chán quá hay cho pha thủ bóng của Đạt nhỏ. Sau đó đường chuyền thiếu của Tuấn An dành cho Trường Sang. Mọi người chắn bóng vừa rồi là Đức Từ Thiện các bạn. Điểm số đã được quân bình 2-2. Quá êm rồi. Và dứt điểm cực kỳ quyết liệt của Tuấn An. Tuấn An đã ra biên trái đánh rồi nha các bạn. Điểm 3-2. Lọt trắng rồi các bạn ơi. Và điểm của Đạt học sinh. Lọt trắng của Tuấn An với lại Trường Sang. Điểm 3-2. Và dứt điểm của Trường Sang không thành công rồi. Tiếp tục là điểm dành cho bên Đạt học sinh các bạn. 4-3. Và dứt điểm trên trắng của Trường Sang. Điểm 4-2. Đạt học sinh một trắng. Và cấm sân của Đạt học sinh nha các bạn. Vẫn còn cơ hội. Quá hay, xe Trung Lý. Tiếp tục là Trường Sang. Và bóng tốt của Trường Sang nha các bạn. Và dứt điểm tốt của Quốc Trưởng nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hơi thiếu chuyện không đủ viên cho Trương Sang. Như vậy với pha xử lý vừa rồi của trưởng lỗi nha các bạn. Điểm thuộc về với bà 4 của Tương An. Điểm 7 đều. Đủ. Như vậy thì phút này để chạm lưới cho pha tranh chấp vừa rồi. Điểm dành cho bên bộ 4 của Tương An. 8-7. Quá đẹp cho cái đường ghi của đại học sinh các bạn ơi. Điểm 8 đều. Vô bạc rồi đó, xíu đi. Chạm bóng thành công. Và chạm bóng tốt của Quốc Trường đó mà. Vẫn cái điểm dành cho bên đại học sinh. Tiếp tục là luống chân bóng tốt của Đức Tư Thiền. Điểm tiếp tục nâng lên cho bên đầu xin các bạn. 18. Cách biệt 2 điểm. Bóng trong sân. Điểm cho bên Tuấn Anh. 90. À, bóc một và không tốt của Đức Tư Thiền nha các bạn. Rồi điểm số từ Quân Bình 10 điều. Tiếp tục là tình huống bóc một không được tốt của Quốc Trưởng. Điểm cho Tuấn An 11-10. Quả hay vẫn còn. Cơ hội phản cam dịnh cho phía bên đại học sinh các bạn. Và xử lý quá khéo của đại học sinh. Quân Bình tỷ số 11 điều. Rồi. Vào bóng ăn điểm của Đào 12-11. Anh phải cái đó cái bấm cái bung là bung mà. Nhân này thì đại học sinh đã có và phát bóng không thành công rồi. 12 điều. Quá khéo rồi các bạn ơi. Điểm 13-12. Vẫn còn cơ hội.
điểm dành cho các anh đại học sinh các bạn. Điểm 14, 12. Chuyện cho Nang á. Điểm 13, 14 nha các bạn. Quá tốt. Lại là đèn học sinh các bạn ơi. Quá quy lực cho phải điểm vừa rồi của đèn học sinh. Và tình huống chuyền hai, nỗ lực chuyền hai của Quốc Ray. 15-13. Và đây là điểm kết thúc trận đấu dành cho phía bên bộ 4 của đèn học sinh các bạn. Chắn chết nè. Lọt chẳng luôn. 14-15. Vẫn còn. Quá hay. Đúng điểm tốt của tướng này. Của mình thì số 15 điều. Đây là điểm quyết định các bạn. Vòng cuối cùng của trận đấu các bạn. Vậy bye bye. Điểm tốt vừa rồi của Quốc Trường cũng kết thúc trận đấu nghe mà. Chung cuộc với bên đại học sinh giành thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu ta hay like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.